Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Ngựa là một con vật có rất nhiều công dụng đối với loài người, từ vận chuyển đồ vật, thổ hàng hóa, làm vật cưỡi cho đến ra chiến trận. Trong chiến tranh, kỵ sĩ là một trong những binh chủng có sức phá hoại mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất và sát thương đối với địch lớn nhất. Loài ngựa cũng là một trong những biểu tượng của rất nhiều binh chủng quân sự của các nước phương Tây. Liên hệ với tử vi học, người tuổi Ngọ là người luôn tạo cho người đồng hành với họ một cảm giác thoải mái và tự tại. Bởi đối với những người tuổi Ngọ, được tự do và lang thang là điều khiến họ cảm thấy tuyệt vời nhất. Họ yêu thích sự đơn giản, ghét những quy định nhỏ nhặt, vướng bận. Bởi vậy, họ sống rất quảng giao và có nhiều bạn bè. Có lẽ chính vì điều này mà trong thời gian tháng 9 âm lịch sắp tới, tuổi Ngọ sẽ bước vào quãng thời gian cực kỳ vượng phát, may mắn vô cùng, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, mọi mặt của cuộc sống đều đầy đủ. Và để biết được chi tiết về vận hạn, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Ngọ trong tháng tới, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Ngọ được coi là con giáp du mục trong 12 con giáp. Người sinh tuổi Ngọ luôn tới lui từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ dự án này sang dự án nọ, chương trình này sang chương trình khác. Họ là người ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với công việc và tính cố định, nhàm chán. Người sinh năm Ngọ rộng rãi, hào phóng, mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp, ngoại giao, sức quan sát tốt, đầu óc nhanh nhẹn, cởi mở, dí dỏm lý thú, thích tự do đi đây đi đó, không thích sự ràng buộc vào bất cứ cái gì, thích làm việc theo sở thích hay thay đổi, dễ đam mê và cũng mau chán, tinh khí nóng nảy, khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, xong cũng hết giận rất nhanh. Những người có cung mệnh này thường khá bốc đồng, họ không chịu nổi những gì tẻ nhạt, dập khuôn. Họ có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Màu sắc họ yêu thích là vàng và cam, tất cả hòa quyện với nhau một cách kỳ diệu, tạo nên một sự thoải mái, tinh tế mà chân thành, phù hợp với cá tính của những người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ ưa hoạt động, họ làm việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc, nhưng đó phải là thời hạn do chính họ đặt ra. Người tuổi Ngọ có biệt tài, tính toán, nhanh như chớp, có thể phân tích tình huống và con người trong nháy mắt, nhưng đôi khi lại quá nhanh nên đã hành động trước khi nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Có khả năng đảm nhận nhiều việc cùng một lúc, họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình. Vì thế, họ có thể bị kiệt quệ sức lực tinh thần lẫn thể xác. Người tuổi Ngọ có tham vọng và tự tin vào khả năng riêng. Những người sinh năm con ngựa thường có cá tính phóng khoáng, không căn cơ, có năng lực suy nghĩ độc lập và ít để bụng. Họ có lòng tự tin cao, đối nhân xử thế tốt. Gặp việc gì cũng thường bắt tay làm ngay, không chần chừ, do dự. Nhược điểm lớn nhất của người tuổi Ngọ là tính tình nóng nảy, gấp gáp, cố chấp, không lường đến hậu quả. Họ hay dao động, khó ràng buộc, đứng núi này trông núi nọ, có lúc ham muốn lớn nằm ngoài cả khả năng sức lực của bản thân mình. Trong năm 2020 thì tổng quan tử vi tháng 9 âm lịch cho thấy người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều yếu tố may mắn trong tháng 9 này. Vì thế mà tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Do có tam hợp phù trợ, bản mệnh sẽ có sự nghiệp phát triển tốt. Những người cần phải tham gia thi tuyển, học hành, nghiên cứu cũng đạt được kết quả lý tưởng. Quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn hóa giải được nhiều rắc rối. Thêm vào đó, sự hăng hái nhiệt tình cũng giúp bạn sẵn sàng thử thách bản thân, bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã vạch ra từ trước. Nguyệt lệnh đế vượng cũng là dấu hiệu cát lành, chứng tỏ bạn sẽ đạt được công danh, quyền thế hơn người. Trên phương diện tài lộc, tháng 9 này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, giữ quan hệ với những đối tác, khách hàng mới. Đế vượng cho thấy bạn là người hăng hái, tích cực, không sợ khó khăn, trắc trở,
Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho người khác, dẫn dắt mọi người đến với thành công. Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cũng là dấu hiệu lạc quan cho tất cả những người còn độc thân và những người đã có đôi, có cặp. Bạn chỉ cần mở lòng là sẽ nhận được sự quan tâm của người khác giới. Chuyện tình cảm cũng chính là một động lực lớn lao giúp bạn tập trung và cố gắng hơn nữa cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ xuất hiện cũng cho thấy bạn cần phải đề phòng những kẻ tiếp cận với mục đích không lành mạnh. Đó có thể là kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, muốn tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi ngọ sẽ phải trải qua trong tháng 9 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi ngọ qua các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, sự nghiệp của tuổi ngọ trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi ngọ, sự nghiệp của con giáp này có những bước tiến rõ rệt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước đây vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Sự nhiệt huyết, năng nổ cũng là yếu tố chủ yếu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, từ đó đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Điều mà bạn cần làm lúc này là duy trì sự nhiệt tình của mình, đừng hăng hái lúc đầu rồi về sau lại bỏ dở giữa chừng. Đế vượng cũng là yếu tố thúc đẩy giúp bạn đạt được những mục đích mà mình đã vạch ra từ trước. Tài năng và sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó cơ hội được cân nhắc hoặc được thưởng nóng dường như nằm trong tầm tay. Nếu là người nắm giữ vị trí lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của cấp dưới. Nhờ có đầu óc tỉnh táo và sáng suốt, bạn có thể đưa ra những quan điểm định hướng chính xác, giúp công ty doanh nghiệp phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho những người làm việc dưới quyền mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý, những thành tựu mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này cũng có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Ngũ quỷ hung tinh cảnh báo bạn cần hết sức đề phòng những kẻ cố tình tiếp cận, dùng lời lẽ ngon ngọt để nịnh nọt mình. Có thể họ đang cố tình khiến bạn tự tin thành ra sao nhãng công việc. Người làm công ăn lương dù đạt thành tích cao cũng chớ nên kiêu ngạo, gạt bỏ ý kiến nhận xét, góp ý của người ngoài. Bạn cần nhận ra rằng những người chân thành chỉ ra khuyết điểm cho mình chính là thầy của mình. Tài lộc của tuổi ngọ trong tháng 9 âm lịch. Đi cùng với sự phát triển của sự nghiệp thì tài lộc của người tuổi ngọ cũng có những bước tiến vượt bậc. Tam hợp thúc đẩy những mối quan hệ xã hội của bạn phát triển tốt. Bạn có thể gặp được quý nhân, cũng có thể gặp được người có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng như xa vời. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế, hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Dù để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn có thể sẽ phải vất vả ít nhiều, nhưng thành tích của bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy đức tính nổi bật của bạn là nguyên nhân giúp bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến với thành công. Tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện các hoạt động công ích, từ thiện. Đừng nghĩ rằng những việc này không giúp ích cho sự nghiệp của mình. Trên thực tế thì hoạt động này sẽ giúp bạn đánh bóng tên tuổi. Hoặc trong quá trình này, bạn sẽ quen biết và hợp tác được thêm với một vài đối tác đáng tin cậy. Tình duyên của tuổi ngọ trong tháng 9 âm lịch. Đường tình duyên của người tuổi ngọ có những bước phát triển tích cực, ngũ hành tương sinh chứng tỏ dù cho bạn còn độc thân hay đã tìm được nửa kia. Nếu là con giáp coi trọng gia đình thì đều sẽ tận hưởng được cảm giác hạnh phúc thuộc về mình. Cụ thể, nếu còn độc thân, bạn sẽ thể hiện được những mặt tính cách tốt đẹp của mình. Ví dụ như nhiệt tình, năng động, đáng tin cậy và nhờ đó mà bạn lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng triển vọng. Bạn biết đấy, nếu bạn là một người xuất sắc, bạn cũng sẽ kết giao được với nhiều người xuất sắc tương đương. Khi thời cơ mở rộng một quan hệ đến, bạn cũng hãy tự tin và cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người. Bởi cho dù đôi bên không thể đến được với nhau thì vẫn có thể kết bạn hoặc trở thành đối tác, khách hàng của nhau. Nếu đã tìm được nửa kia thì sự xuất sắc của bạn chính là yếu tố thu hút người ấy mãnh liệt nhất. Sức hút tỏa ra từ chính con người chính là sức hút bền vững nhất. Bạn có thể yên tâm rằng người ấy sẽ chẳng thay lòng đổi dạ.
Điều cần làm bây giờ chỉ là duy trì mối quan hệ giữa hai người và nếu có thể thì dần suy tính đến tương lai xa xôi hơn. Đế vượng cho thấy người đã lập gia đình luôn được sống trong bầu không khí ngọt ngào, ấm áp và không kém phần lãng mạn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc cho bạn thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Một cặp vợ chồng trẻ còn có thể đón tin vui trong khoảng thời gian này. Sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của bản mệnh khá tốt trong tháng này, nhờ vậy mà bạn luôn hăng hái, nhiệt tình mỗi khi bắt tay vào công việc. Hãy chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để bản thân có thể luôn khỏe khoắn, ngược tràn sức sống. Một số người có thể bỏ bê việc nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao vì công việc quá bận rộn. Việc này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu của mình sao cho công việc không bị trì trệ, trễ nải mà bản thân vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Đế vượng cho thấy một số người có thể vượt qua được bệnh tật, lấy lại phong độ cho bản thân mình. Sau khi trải qua bệnh tật, hẳn bạn cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của sức khỏe và chú ý giữ gìn sức khỏe trước đó. Sau khi xem tổng quan tử vi, bạn có thể thấy được trong tháng 9, tuổi ngọ dù được tam hợp hỗ trợ, nhưng trong tháng bạn cũng bị hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, khiến bạn gặp phải tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến công việc. Để có thể hóa giải vận hạn này, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi ngọ nên dùng vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đã thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Sự ngưng tụ khí của tam hợp sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh ngũ quỷ, xua đuổi kẻ tiểu nhân và vận xui rủi trong tháng. Bên cạnh đó, đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và vòng còn mang thêm quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.